Mà có em biết hơn nè. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, để em khui cho quả của chị Panda lúc nào cũng có 7 á thầy ơi, để em khui cho. Thầy né xa xa ra nghe. Cu. Đó, trời ơi, thấy chưa? Anh đánh cho thầy bằng sức vật lộn thầy ơi. Bắt vô tay. Vừa dở vừa dốt, mà vừa xấu tính, mà vừa ăn trộm tham lam nữa. Chết rồi, trời ơi, kể rồi, kể rồi, kể học rồi mọi người ơi, tiêu rồi, tiêu rồi. Chị Panda dậy đi, kể học rồi, chị Panda. Dậy rồi, kể học tới đây rồi. Tới giờ đi học đi học. Chị không muốn đi nhưng mà chị phải đi. Đi nhanh lên, sắp kể học tới nơi rồi. Đi chị Panda, đi đi. Chị Panda ơi. Kệ hút qua. Thầy nói là chị chạy học rồi kìa. Hôm qua chị cúp học thầy rồi chém chị kìa chị Panda ơi. Chị Panda ơi. Chị Panda ơi, đi học chị Panda ơi, đi học kìa. Đi học kìa. Rồi xong luôn rồi, chết luôn rồi. Trời ơi, bắt vô phải không? Giết phải không nói. Ôi thầy nói với tôi là chị Panda mà không đi học nữa là đuổi học chị Panda luôn kìa. Thôi đi 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 lẹ đi lẹ đi lẹ đó. Ông nói ông tha hết lỗi lầm cho chị luôn. Ông nói vậy đó. Ừ. Vậy tại là thầy sao? Thầy tốt bụng rộng lượng vậy mà chị Panda sợ thầy thấy. Ui vô vô tới đây rồi vô. Vô. Lúc nào vô. Ui chết chưa. Ui. Đang thấy rồi nha. Chào thầy. Chào thầy trời. Dưới kìa. Lên đây. Hồi hôm trước nha. Con tôi là chạy trốn về nhà mất tiêu nha. Lên đây. Chị hay nó thấy tha lỗi cho em mà. Tha lỗi gì tôi nói hồi nào. Lên đây liền. Lên đây nè, tôi thủng cho này nè. Bây giờ á, là em á, là bây giờ chạy ra sân á, là 20 vòng cho tôi. Đó, để cái tội của em là bữa là cho tôi bằng cái tim ti, nổ một cái hả. Bây giờ tôi chết, mình mẩy được một rim nè. Đi ra ngoài, đi. Thầy ác quá, thầy ác quá. 20 vòng gì. Đi vô lên. Rồi các em á, đếm giùm tôi 20 vòng nha. Tôi hả, là cho bà Panda là chạy 20 vòng. Không phải, ác quá. Chạy đi chị Panda, Panda mà. Trời ơi. Trời ơi, tôi dí nó, tôi bắt nó chạy và bây giờ hả, tôi cũng mệt, bắt nó chạy, tôi chạy theo nó giờ y như tôi phạt tự mà tôi mệt tôi chạy 20 vòng giờ tôi thở hết nổi luôn nè. Mà bây giờ nó nằm vậy đó, chắc nó nghĩ là tôi mệt lắm, mà tôi mạnh lắm á. Ổng là thầy. Dạy đi. Giả bộ á. Tôi dí nó tôi mệt chết luôn à. Hôm nay nè, thầy sẽ dạy cho các em á là làm cách gói quà tại vì Tết đã đến rồi. Chúng ta gói quà để tặng cho nhau nha. Đó là cái công thức đây để tôi vẽ để trên bảng cho các em coi nha. Rồi các em làm theo nha. Ủa đó là gì thầy? Giấy hả? Đó, giấy. Rồi, xong chúng ta hãy đặt cái rương ở giữa. Đó, thì nó xì ra nó sẽ bằng cái này đây. Đó, cái đó là cái gì vậy thầy? Cái cục gì vậy? Cái đó là cái hộp quà đó. Cái đó hộp quà đó. Mà bây giờ chúng ta làm như vậy á thì nó sẽ ra màu trắng. Các em kiếm ra màu trắng. À, nếu mà các em muốn màu gì á, các em hãy bỏ màu vô thì nó sẽ ra những cái màu khác. Các em thích màu gì bỏ màu đó. Rồi bây giờ các em hãy đi kiếm nguyên liệu đi. Đó, rồi thực hành thầy là tại lớp cho thầy chấm điểm cho coi ha. Ui hên quá, đi gần Tết rồi thầy dạy cho tụi mình gói quà Tết kìa. Chị Panda ơi. Ủa mèo ấy không mèo? Hả? Trời ơi trời, gói quà Tết kìa mèo ơi. Bây giờ thì mình đi kiếm đồ đi thầy, chứ mình đi kiếm đồ á. Mình đi kiếm cái gì bây giờ? Ê mình nhìn trên bảng cái chúng ta tìm giấy. Giấy với rương. Vậy bạn. Rương. Wow. Giấy với mía là được rồi. Rồi tôi đi trước đây thầy, tôi đi làm trước, đi. Đi trước mèo ơi. Đó. Ui. Wow. Ê, có mía nè mèo ơi. Đây có quá mía mèo ơi. Wow. Mía. Mình cầm 4 cái giấy của Panda nó chặt thiệt mẹ luôn. Em lấy thừa mía luôn rồi 20 mía không biết là. Tôi lấy có 15 miếng mía luôn rồi mèo ơi. Rồi chị Panda bắt gom hết nguyên cái rổ mía của ta luôn rồi. Chị Panda mèo ơi. Rồi mình có mía rồi, mía sẽ làm ra giấy. Bây giờ mình sẽ đi chặt cây. Cây nè, tôi có cái rìu nè. Đây để tôi chặt cho, để tôi chặt giùm cho. Ở dưới này nè, cho đừng có chặt cây trên cao mèo ơi. Đúng rồi, chặt cây lục lục đi. Chờ mèo xuống lấy đi mèo ơi. Sao có khúc cây vậy? Thì cứ nguyên cái chùm vậy, có con khóm cây vậy. Rồi xong lấy được rồi. Bây giờ chúng ta có bàn chế tạo mèo ơi. Bàn chế tạo ở trong á. Chị Panda cho em miếng gỗ với. Rồi xong, cảm ơn chị Panda em. Ủa không chưa đủ gỗ à? Anh đâu nữa. Tôi chăng chặt nè, giờ vô mèo ơi, vô. Đủ nguyên liệu rồi thầy ơi, em kiếm xong rồi. Ủa chắc em kiếm nhanh vậy luôn hả, các em giỏi vậy hả? Rồi mấy em chuyên gia sinh tồn rồi thầy. Phút là chuyên gia sinh tồn đó mèo ơi. Rồi bây giờ thì nó được em xưng phong làm cho thầy ơi, em xưng phong làm cho. Rồi ok lớp trưởng lên đi. Ok lớp trưởng lên nghe thầy, mọi người hãy xem lớp trưởng thể hiện đây. Bây giờ lớp trưởng lên nè. Ui, để cái cặp xuống. Đó, rồi xong. Bây giờ hello mọi người, hello bà con cô bác. Nữa là màu, là mèo.
đâu, tụi tôi lớp trưởng mà, tôi phải làm màu chứ. Rồi xong thì hôm nay chúng sẽ chế tạo cho mọi người xem nè nghe. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chế tạo cái gương. Đó, bỏ gỗ vô. Bỏ gỗ vô nè, thấy chưa mèo hả? Bỏ gỗ vô. Đó là cái gương thấy chưa? Rồi lấy cái gương ra. Đó. Đây là cái gương của Red Hood nè. Rồi, chúng ta bỏ mía vô nè. Rồi, bỏ mía vô. Đó. Rồi bỏ ba mía nhặt ra được giấy này chưa? Tôi bỏ thêm nè, bỏ thêm. Rồi được mấy miếng giấy vậy? Tôi bỏ cho đủ ba miếng giấy luôn mẹ ơi. Ok, bỏ ba miếng giấy luôn hả? Xong, rồi. Lấy giấy ra. Rồi, tôi được giấy rồi nè. Đó, giấy. Trời ơi, giấy dư quá sao dùng nhiều ba lần. Rồi xong, thì theo như công thức chế tạo của thầy thì chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta bỏ cái rương ở chính giữa, nè. Chúng ta bỏ giấy ở trên, một giấy ở trên, hai giấy ở trên và bên giấy trên này nữa và một giấy dưới. Xong. Đó ra được cái này rồi. Wow. Đã quá mẹ ơi nè, tôi lấy ra. Bụp. Rồi xong. Em nhận màu cái hộp quà đi, hút nhận màu hộp quà nữa đi. Nhận màu hộp quà đúng không? Tôi sẽ bỏ hộp quà vô nè nghe, để lớp trưởng dạy cho các bạn nha. Bỏ cái hộp quà vô nó tự gói quà luôn kìa, đẹp quá. Chưa. Bây giờ thì tôi sẽ nhận cái hộp quà vô bằng màu đỏ nè, đó. Wow. Hộp quà nó sẽ chuyển thành màu đỏ đó mèo. Rồi đẹp quá. Tôi sẽ lấy hộp quà ra. Đó, xong. Hộp quà nè, đó, thấy chưa? Thấy chưa? Hộp quà đẹp ghê hồn mèo coi nè, mèo đỏ. Bây giờ thì tôi sẽ gói quà vô nha. Tôi sẽ tặng cho thầy của tôi là một cái kiếm kim cương. Khoan, ông Thiên hả? Sao? Cái này là quà mình để phải để dành cho bí mật chứ đừng hồi mình đặt ra nó mới vui chứ sao nói lên vậy. Tôi quên mẹ ơi. Tôi quên để tôi tặng cái khác ha. Tặng cái khác đi ông gói vô đi. Thầy xây lớn rồi đi, thầy cái này quà của thầy mà. Đây là quà của em tặng cho thầy mà. Đó, thầy không có được giọt đâu. Bỏ quà vô nè, wow, nó sẽ thành một quà mọi người thấy không? Cái này vô đó. Ê bỏ vòng vòng nó đi còn chỗ kìa. Bỏ thêm cái này nữa đi. Đó. Tiếp đi bỏ nhiều vô. Bỏ cái này nữa. Thầy ông thích cái gì ông nhớ, thầy thích cái gì ông nhớ. Tôi nhớ mà bởi vậy tôi luôn chuẩn bị sẵn cái quà vô. Đó. Đây là quà của Red Food nè mọi người ơi. Rồi, gói lại. Xong, đây là quà nè mèo ơi. Ba bang. Cái cọng dây đó tôi thấy cái hộp màu đỏ mà cọng dây màu trắng không hợp á, ông nhậm màu khác cọng dây đi. Ồ nhậm màu khác hả? Rồi, để tôi nhậm lại ha. Giờ mày muốn hộp quà màu gì? Ê cọng dây màu vàng, cái đẹp lắm hết. Màu vàng cho thử đi. Ok. Hả? Để nó chứ đẹp hơn rồi nè. Đẹp hơn rồi nè. Đây là quà của tôi nè mèo. Trời ơi, xong được rồi. Rồi tôi chế xong hộp quà thôi, giờ tôi về chỗ tới lượt của ai lên kìa. Thầy ơi, hốt chế xong rồi hay quay lại đi, giờ tới ai lên vậy thầy? Ai lên vậy? Bây giờ tới mèo xám đi, mèo xám lên chế đi. Ok, tới em lên nha. Giờ mình sẽ chế tạo cái rương nha. Đó, chế cái rương rồi. Vừa đủ luôn. Đó, cái rương. Chắc như đây là đủ mía rồi đó. Đủ giấy rồi. Ôi, đủ giấy luôn rồi. Ra hộp quà rồi nè, dễ thương quá. Wow. Đây, thấy chế tạo đã không? Đã. Cái bột nhậm đi, tôi không có bột nhậm. Bột nhậm à, đây mẹ muốn bột nhậm gì mèo ơi? Tôi màu vàng đi, màu vàng nè. Màu hồng nữa. Vàng nè mèo ơi, nè. Thôi đưa tôi màu xanh đi, đưa tôi màu xanh đi. Đó rồi, ok. Suy nghĩ lại rồi, đưa màu xanh đi. Ok luôn, tôi lúc nào có màu hết. Rồi được rồi, tôi sẽ làm cái hộp quà màu hồng. Bỏ cái hộp quà vô đây. Bỏ màu hồng vô đây. Đó, mình có một cái hộp quà màu hồng. Rồi tôi lấy cái khác tôi tặng thầy nè, tôi không có tặng cái mấy ông đưa đâu, mấy cái đồ ông đưa thì ghê quá. Tôi tặng thầy cái đó là đẹp lắm rồi đó mèo ơi, mèo tặng thầy cái gì vậy trời? Tôi mới tặng gì nè, nó để em mình bỏ đồ vô nó để cộng nè, rồi đúng xong. Đúng rồi, lấy hộp quà rồi. Đó. Rồi xong. Wow! Hộp quà của mèo nè. Đẹp chưa? Đó, màu hồng dây màu xanh rất là dễ giống thương. Giống như hạt mèo luôn mèo ơi. Cái giống như chân bộ đồ của tôi vậy ta. Đúng rồi, giống như hạt bộ đồ của mèo luôn mèo ơi. Ui. Bây giờ thì mình xuống đây nè. Em xong rồi thầy ơi, tới chị Banda kìa, chị Banda đi. Banda lên đi. Em giúp chị Banda cho. Khoan. Hãy đây, hút giúp cho chị Banda tặng cho thầy cái này nè. Thầy sẽ không có giận chị Banda đâu. Thấy không? Thiệt không? Thiệt. Thôi thầy cũng đây. Rồi, thầy tới em nha. Thầy quay cái bản mặt thầy qua bển đi. Rồi, đây quay nè. Bây giờ tức chị em chế nha. Thầy được có để yên đi em chế. Trời ơi, chị Banda không có nhớ em thì được có cười. Chị Banda thì làm gì vậy? Chị Banda sao chị làm như vậy? Chị Banda ơi. Ôi mặt kia cái gì đồ. Rồi đi cũng giống. Đồ cũng giống. Rồi sao? Bà không nhớ cũng thích kìa mèo ơi, bét thầy đi mèo ơi. Dạ, yếm không? Đó. Ôi ra để lấy hộp màu đi, hộp màu đi hết. Đó, đẹp quá. Đây hộp quà của chị Banda nè, chị Banda tặng thầy hộp quà màu cam chị Banda đó. Đó, màu cam nè. Okay. Màu cam mà dây đỏ luôn. Cam dây đỏ luôn, cho tới thui đi chơi. Rồi. Đó. Ủa đẹp quá. Hộp quà cũng đẹp chứ bộ. Ui, hộp quà cũng đẹp mèo ơi. Ghê. Rồi xong rồi. Thầy ơi, tất cả tụi em đã xong rồi thầy. Ồ, các em giỏi quá, đúng là toàn quan của thầy. Wow, thầy hợp lý nè. Cái này mình nhìn lại sao lên đi. Toàn quá thầy, trên đây đóng tiêu rồi. Chị Banda lấy đó thầy ơi. Chị Banda ơi. Trời ơi. Chính bả là ủng hộ thầy ơi. Chính bả là ủng hộ thầy ơi. Trời ơi, lên đây. Quay nè. Học được cái tấm. Thôi được rồi. Hút học sinh ngoan đâu bao giờ kêu vậy. Đó, đúng là chị Banda kêu quá. Đúng rồi. Chị Banda kêu quá thầy ơi. Thầy đánh chị Banda tiếp đi. Con giấy đây chứ. Gấp thầy ơi. Em làm món quà này tặng thầy nè. Đó, vậy em để lên đây. Để lên đây nè mẹ ơi. Để lên đây nè. Đó, để lên đây.
đó quà đó thầy ơi. Bỏ qua đi thầy, bỏ qua đi. Ok ok ok. Bánh mì đó thầy. Quá nhiều đồ luôn. Thầy có đồ ăn chưa rồi? Chưa, tới lượt hút lớp trưởng chứ. Lớp trưởng chứ. Để sao đi lớp trưởng giành quá. Để tới lượt lớp trưởng nè, lớp trưởng tặng quà cho thầy nè. Đó. Cảm ơn em nha. Rồi. Wow, kim cương nóng giáp đồ đúng là lớp trưởng. Em là lớp trưởng của trường luôn á. Lớp trưởng là giỏi nhất trường. Lớp trưởng của trường luôn á. Lớp trưởng là học giỏi nhất trường. Lớp trưởng là học giỏi nữa. Học em biết hơn nè. Thầy ơi, để em thui ra quạo chị Banana lúc nào cũng có mẩy á thầy ơi. Để em thui cho, thầy né xa xa ra nghe. Cu. Đó, trời ơi, thấy chưa? Anh đứng coi thầy bằng chứng là lộn thầy ơi. Banana, bánh vô ta ơi. Vừa dở, vừa dốt, mà vừa xấu tính, mà vừa ăn trộm tham lam nữa. Em hả thầy? Em mà lần nữa tôi chắc tôi đuổi em ra khỏi lớp rồi quá. Thầy ơi, Chị Banana đưa hai cho chị Banana. Thầy ơi, một hồi nữa tụi em á sửa soạn nữa, nước lau bảng á thầy đổ vô họng cho Banana nha. Mẹ ơi, thấy thầy quýnh chị Banana lật ghế bay xuống chị bàn nào. Thầy ghê quá. Ghê quá. Mặt mà đứng trong lớp luôn thầy ơi. Mặt đi, mặt chị Banana đi. Rồi, xong rồi, mặt đứng luôn đi. Không có được ở đây đứng nha. Thầy ác đạo. Thôi hôm nay thầy dạy gì thì cũng mệt rồi. Thôi cho các em nghỉ giải lao ra chơi á. Chị Banana, mẹ thấy chị Banana tội nghiệp quá à. Bà tặng cho thầy mấy cái thứ khùng khùng điên điên không à. Nghĩ sao bà tặng cho chị. Nghĩ sao chị Banana tặng cho thầy chứ dịch lộn mèo. Đúng rồi, con dịch hồi nãy khui ra mà thầy không cẩn thận, nó chắc nó bung vô mặt không thầy. Mày thấy không, thơ là tôi khui bắn bay trời luôn á, ghê thiệt. Thế nè, vậy sao mình không giúp chị Banana chuộc lỗi với thầy đi? Đúng rồi, giúp chị Banana chuộc lỗi với thầy đi hơn quá. Đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo cho thầy một cái món quà, rồi sau đó mình sẽ đưa cho chị Banana, cho chị Banana đi tặng cho thầy. Đúng rồi, để cho chị Banana xin lỗi thầy ha. Bây giờ nè nghe. Bây giờ tôi có đem cái bàn chế tạo nè. Đó. Cái bàn chế tạo nè. Rồi mèo đây mèo làm quà nha, còn tôi đi kiếm quà nha mèo ơi. Ok, đi. Ok, tôi sẽ đi kiếm quà cho chị Banana. Ủa, bạn lựu đạn làm gì đứng ở đó mình vậy ta? Trời ơi, hay là bây giờ mình lại mình mượn quà của bạn lựu đạn coi, có bạn lựu đạn có quà gì tặng cho thầy không ta? Ê, bạn lựu đạn ơi, bạn lựu đạn. Bạn có quà gì mà để tặng cho thầy được tha, để cho thầy tha lỗi với chị Banana mà lựu đạn ơi. Lựu đạn có quà không cho mình mượn đi, rồi có gì bữa sau mình trả cho. Trời ơi, quà á, tôi không có quà gì hết á, tôi còn có mỗi trái TNT à, ông xài không? Ồ, TNT hả? Ôi, TNT nguy hiểm lắm nha, nhưng mà tôi sẽ đưa cho mèo, tặng cho mèo á, đưa cho chị Banana. Tôi sẽ cho chị Banana cho thầy đuổi học chị Banana luôn. Ok, cảm ơn bạn lựu đạn nha. Có gì á, mình sẽ phong cho bạn làm lớp phó học tập ha. Thôi lấy trái TNT. Là hồi giấu mèo, chạy đi. Rồi sao nè, tôi nhậm cái hộp này nó thành hộp quà màu xanh rồi nè, hộp quà màu xanh đẹp không? Đó, hộp quà màu xanh đẹp quá ha. Ê mèo ơi, bây giờ tôi bỏ quà vô cho tôi tặng cho thầy kim cương. Mèo đừng có lo, thầy sẽ tha lỗi với chị Banana thôi. Vậy tôi vô tôi kêu chị Banana. Đúng rồi, bây giờ mèo vô mèo kêu chị Banana đi, cùng tôi tặng quà cho. Chị Banana. À, thôi chị mèo. Đi ra đây em nói nhỏ chị nghe cái này nè, đi hôm thầy không nghe em đánh mình đó, đi ra đây chị Banana đi. Không thấy chị đi ông chửi chị á. Ôi thầy ơi, chị Banana ngoài này có cỏ quá trời nè, thầy ơi cho chị Banana đi nhổ cỏ đi thầy, đừng cho chị Banana đứng đây nữa thấy thầy. Rồi, không phải đi ra ngoài phạt nó nhổ cỏ đi. Ồ đúng rồi, nhổ cỏ đi chị Banana, cỏ nè nhổ đi. Mẹ ơi, ơi, tôi vừa nhổ xong luôn nè, tôi vừa gói xong luôn nè, mèo lấy ra đi mèo ơi. Chị Banana, coi nè. Hộp quà của chị Banana nè. Hộp quà trong đó là kim cương á, em dùng để cho chị xin lỗi với thầy á, chị Banana ơi. Đúng rồi. Chị bóp tốt chưa? Trời ơi, tốt quá, chị lấy nè. Rồi, chị lấy đi. Rồi, giờ chị vô tặng thầy đi. Ồ, đúng rồi. Bây giờ thầy, chị kêu thầy ra đây. Chị kêu thầy ra đây. Hút đi kêu thầy ra, rồi chị Banana ở đây, chị Banana tạo bất ngờ cho thầy nha. Đúng rồi đó. La, thầy ơi, bà Banana mất cái gì cho thầy ở ngoài kia kìa. Thầy ơi, ra đây nè. Đúng rồi, chị Banana có cái gì cho thầy kìa. Đó, chị Banana, có gì cho tôi mới ra nha. Ơi, thầy ơi, thầy, chị Banana có quà muốn tặng cho thầy đi. Tặng đi, chị Banana, tặng đi. Đúng rồi, chị Banana tặng quà cho thầy đi. Nè, chị Banana để lên đây nè, chị Banana để lên đây nè, cho nó sang. Để quà lên, để quà lên. Để chị nói chuyện với thầy. Thầy, cho em chuộc lỗi với thầy nha. Em xin tặng cho thầy hộp quà, thầy tha lỗi cho thầy. Thầy rất là thích kim cương nha, mà cái món quà này á, là Banana nãy giờ á, là sao mà Banana có ý nghĩ là chuộc lỗi với thầy vậy? Banana nói với thầy nha coi. Thì em muốn được đi học bình thường, cho nên em chuộc lỗi đó. Vậy là tốt. Cứ mốt có lấy kim cương ra thì thầy sẽ tha lỗi cho em nha. Thầy bảo đi thầy, để chị Banana chờ lâu thầy. Nguyễn Thị Mèo, em hãy học hỏi chị Banana này nha. Dạ, em sẽ học hỏi. Cái học hỏi cái lấy kim cương ra chuộc lỗi nha. Dạ. Hai ba thầy qua nha. Tôi đi thầy. Wow, bà bắt tán kìa, thầy thấy không? Kim cương nha. Ủa, chuyện gì vậy hết?
được chị Panda rồi. Thôi, ông cho thầy chị Panda thôi, lần này cho chị Panda, cho ông thầy đuổi học chị Panda luôn mày. Ủa, ơi. Ủa, đang học quá đi. Thôi, tôi chạy về nhà luôn nha, tôi chạy về nhà luôn nha. Tôi chạy vô nhà luôn. Trời ơi, mọi người ơi, thì ra là Hút đã con chị Panda với thầy luôn rồi. Ừ, vậy mà nào giờ tưởng Hút ông tốt lắm, mọi người thấy ghê không? Thôi thì bây giờ chắc là mẹ phải đi giải thích với thầy thôi, nếu không thầy sẽ đuổi học chị Panda mất. Nếu như mọi người thích cái series lớp học của mẹ thì mọi người đừng quên nhấn like và sub cho mẹ với cả team của mẹ nha. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.